Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, có ý kiến đề nghị làm rõ hướng tuyến theo nguyên tắc thẳng nhất có thể, nhất là đoạn đi qua tỉnh Nam Định. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra tư bộ chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo báo cáo, việc phát triển giao thông theo trục Bắc Nam giúp kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn các đô thị trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng và các hành lang kinh tế của khu vực và thế giới. Về phạm vi, quy mô đầu tư và hướng tuyến, theo Ủy ban Kinh tế Chính phủ đề xuất phạm vi đầu tư dự án với điểm đầu tại thành phố Hà Nội, Ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại thành phố Hồ Chí Minh, Ga Thủ Thiêm. Tuyến đường sắt đôi cổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục, chiều dài chính tuyến khoảng 1.541 km. Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ hơn phương án kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao với mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông khác, kết nối liên thông với mạng lưới đường sắt trong khu vực và quốc tế. Có ý kiến đề nghị bổ sung, thuyết minh các phương án so sánh để làm cơ sở lựa chọn hướng tuyến theo đề xuất của Chính phủ, đồng thời làm rõ hướng tuyến theo nguyên tắc thẳng nhất có thể, nhất là đoạn đi qua tỉnh Nam Định để đảm bảo hiệu quả cho dự án. Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc tăng tỷ lệ đầu tư chiều dài, kết cấu cầu của dự án để đảm bảo an toàn trong khai thác và hạn chế tác động đến môi trường, hệ sinh thái. Về lựa chọn phương án đầu tư, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trên cơ sở phân tích 3 phương án phát triển dự án, Chính phủ đề xuất phương án thứ nhất, xây dựng mới tuyến đường sắt đôi cổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Đường sắt Bắc Nam hiện hữu vận chuyển hàng hóa và khách du lịch chặng ngắn. Có ý kiến cho rằng trên thế giới hiện chưa có tuyến đường sắt nào thiết kế với vận tốc 350 km/h khai thác chung với tàu hàng, do đó cần đánh giá tính khả thi và mức độ rủi ro của phương án này. Về hiệu quả tài chính, báo cáo nêu có ý kiến đề nghị làm rõ các cơ sở tính toán dự báo về nhu cầu vận tải của dự án. Khi thực tế thời gian qua, việc dự báo nhu cầu vận tải của nhiều dự án giao thông BOT có sự chênh lệch lớn so với thực tế, dẫn đến thiếu hiệu quả về phương án tài chính và điều chỉnh hợp đồng. Báo cáo của Hội đồng Thẩm định Nhà nước cho rằng dự báo doanh thu và tăng trưởng doanh thu đang là cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đề nghị rà soát kỹ lưỡng để đánh giá đúng thực tế hiệu quả tài chính của dự án và khả năng ngân sách nhà nước phải bù lỗ trong tương lai cho hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến đường sắt tốc độ cao. Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng việc dự án đưa vào khai thác với lợi thế về thời gian, giá vé và các ưu thế khác nên sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của các chặng bay quãng ngắn như Hà Nội Vinh, Hồ Chí Minh, Nha Trang trong tương lai. Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chưa làm rõ đối với nội dung này. Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn tính khả thi, hiệu quả của việc tính toán giá vé bằng 80-70% giá vé bình quân các hãng hàng không đang khai thác trên cùng chặng, và làm rõ cách tính giá vé toàn chặng nhiều khách không đi toàn tuyến so sánh với các tuyến đường sắt tốc độ cao tương tự của các quốc gia trên thế giới. Dự án đường vành đai 5 đi qua địa phận tỉnh Thái Nguyên là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ giúp tỉnh Thái Nguyên hoàn thiện hệ thống giao thông theo hướng liên kết đồng bộ mà còn mở ra những tiềm năng hiện thực hóa khát vọng đại lộ đại phú của tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, góp phần hình thành trụ kết nối giao thông của ba tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc với vùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, đoạn đi qua tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tỉnh Bắc Giang dài 6,68 km, công trình khởi công từ năm 2021. Được biết, dự án đường vành đai 5 có 3 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu thi công xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Cho đến ngày 28 tháng 10 năm 2024, toàn bộ mặt bằng tuyến đường vành đai 5 đã được chủ đầu tư giải phóng mặt bằng và bàn giao cho các đơn vị.
Tính đến tháng 9 năm 2024, các đơn vị thi công đã thi công nền đường đạt 70,76% khối lượng, thi công trên phạm vi 6,5 trên 6,685 km, mặt đường trải bê tông nhựa đạt 11% khối lượng. Các nhà thầu cam kết hoàn thành các gói thầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ liên tục nên tiến độ thi công nền đường của đơn vị cũng bị chậm hơn kế hoạch. Tuy nhiên, dưới sự đôn đốc quyết liệt của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu thi công đang huy động tối đa máy móc, nhân lực cần thiết để thực hiện. Ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, đường Vành Đai 5 và tuyến đường liên kết vùng là các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, di rời đường điện, chỉ đạo các nhà thầu đồng loạt triển khai theo tinh thần vượt nắng thắng mưa, chia 3K4 kíp, tăng cường vật tư, nhân lực, thiết bị để thi công đáp ứng yêu cầu dự án và tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra. Những ngày tháng 10 trên cực thời tiết có nắng, đơn vị thi công đã tập kết đầy đủ các thiết bị, vật liệu và nhân lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bù lại khoảng thời gian ảnh hưởng bão lũ. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải cũng luôn sát sao và nhanh chóng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của địa phương, đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để tận dụng điều phối các vật liệu đất đắp trong phạm vi của dự án, đặc biệt tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp phép thêm các mỏ đất đắp đá xây dựng, cấp phối đá tăm trên địa bàn tỉnh để đảm bảo nhu cầu sử dụng của các công trình dự án, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm về đích đúng kế hoạch. Mặc dù với điều kiện thời tiết khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên vẫn quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, góp phần đưa bức tranh toàn cảnh về giao thông vận tải Thái Nguyên trở nên đồng bộ, từng bước hiện đại và thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ yếu nghị quyết phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Hà Nội vướng mắc khi áp dụng các quy định về xác định nguồn gốc đất chênh lệch giá đầu đi, đầu đến đang cản tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4, dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành Vành Đai 4 Hà Nội dài khoảng 57 km đi qua các địa phương gồm huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và Thường Tín. Trên công trường dự án những ngày đầu tháng 11 năm 2024 cho thấy, 4 gói thầu xây lắp đã được các nhà thầu đồng loạt triển khai trên phần diện tích mặt bằng đã bàn giao với 32 mũi thi công, 23 mũi đường, 9 mũi cầu. Nhà thầu đang triển khai xử lý nền đất yếu, thi công cầu và hạng mục thảm bê tông nhựa bán rỗng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, tính đến hết tháng 10 năm 2024, dự án thành phần 2.1 đã đạt sản lượng khoảng 36,86%. Tuy nhiên hiện nay trên phạm vi tuyến còn nhiều điểm ngắt quãng, sồi đỗ, khoảng 19 đoạn chưa được bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 4,38 km. Tại gói thầu số 9, gói thầu lớn nhất của dự án Vành Đai 4, phạm vi thi công của nhà thầu còn 12 điểm vướng mặt bằng, gồm 10 điểm trên địa bàn huyện Hoài Đức và 2 điểm tại Đan Phượng. Các công trình án ngữ mặt bằng chủ yếu là khu dân cư, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, ngầm, nổi. Tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương đang chững lại, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu, trong khi Hà Nội yêu cầu phải hoàn thành toàn tuyến song hành trong năm 2025. Tương tự, một số đoạn mặt bằng tại gói thầu số 8 xây dựng đường song hành qua địa bàn hai huyện Sóc Sơn, Mê Linh, gói thầu số 10 qua quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và gói thầu số 11 đoạn qua Thường Tín cũng chưa được địa phương bàn giao cho nhà thầu thi công. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng Vành Đai 4 đoạn qua Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất đạt 98,15%, còn lại 14,77 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, di chuyển mộ đạt 97,85%. Về giải phóng mặt bằng đất ở, hiện nay khối lượng mặt bằng còn lại chủ yếu là đất ở trên địa bàn 5 quận, huyện Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức và Thanh Oai gặp khó khăn.
do vướng mắc khi áp dụng luật đất đai năm 2024 và các quy định hiện hành. Bên cạnh đó là vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất chênh lệch lớn giữa giá đầu đi, đầu đến, như ở Thanh Oai, người dân không đồng thuận, đan phượng, chưa phê duyệt giá. Về giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đất cơ quan, đất khác, hiện nay khối lượng mặt bằng chưa phê duyệt phương án tập trung chủ yếu trên địa bàn quận Hà Đông và một phần thuộc huyện Hoài Đức. Nguyên nhân do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, xác định thời gian khấu hao tài sản doanh nghiệp. Ban quản lý dự án cho rằng để có thể hoàn thành dự án đường song hành trong năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng phải được các địa phương hoàn thành toàn bộ trong năm 2024. Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp với các sở ngành và địa phương tập trung giải quyết các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trong quý 4 năm 2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng đoạn qua Hà Nội trong năm 2024. Tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào ngày 1 tháng 12 để tiến hành khởi công xây dựng sân bay Gia Bình và hoàn thành dự án vào dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Phiên họp chuyên đề mới đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thảo luận cho ý kiến và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng thuộc dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng. Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, về cơ bản, dự án đảm bảo tính khả thi, đủ điều kiện phê duyệt theo quy định, phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế cơ sở, danh mục tiêu chuẩn áp dụng, giải pháp tổ chức thực hiện, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh quốc phòng của quốc gia, Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các sở ngành, huyện Gia Bình tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai thi công sân bay Gia Bình. Trên cơ sở làm việc với Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào ngày 1 tháng 12 để tiến hành khởi công và hoàn thành dự án vào dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Ông Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng. Huyện Gia Bình trong công tác lập dự án thành phần, tổ chức tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao huyện Gia Bình hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt dự án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét quyết định phân bổ nguồn vốn để triển khai dự án. Nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, tỉnh Nam Định tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhất là các dự án hạ tầng giao thông. Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 6.099 tỷ đồng, đạt 67,4% kế hoạch năm. Trong đó, tỉnh tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển, giai đoạn 2, dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Xây dựng cầu qua sông Đào, cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định, đường trục phía nam thành phố Nam Định đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến quốc lộ 21B, bệnh viện đa khoa tỉnh. Cùng với đó là các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư của các huyện thành phố. Các dự án có tổng mức đầu tư lớn như dự án tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư 5.995 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công gói thầu số 1, đoạn km 0 đến km 15 cộng 740 và nhánh kết nối quốc lộ 21 ước đạt 44%. Gói thầu số 2, đoạn km 15 cộng 740 đến km 19 cộng 00 đạt 65%. Gói thầu số 3, đoạn km 19 cộng 00 đến cuối tuyến đạt 47%. Giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 53% giá trị hợp đồng. Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình dài 46 km đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư 2.487,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hai gói thầu phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đảm bảo tiến độ dự án. Dự án cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng, tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 2 km,
Đến nay, tổng khối lượng hoàn thành đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng. Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đào nối từ đường Sông Hào đến đường Vũ Hữu Lợi dài khoảng 1,6 km với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành dự án ước đạt trên 70% giá trị hợp đồng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.